Em đồ của Minh ở trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc các bác một ngày hôm nay là buổi chiều ngày thứ năm. Tranh thủ buổi chiều ngày hôm nay thì em có một số cái sản phẩm rất là to và khủng. Cái này thì quay ban ngày buổi chiều này thì nó sẽ hết được và nó có cái không gian để cho mọi người ngắm. Chứ còn nếu quay buổi tối thì cái không gian nó chật, những cái hàng to này không bày được. Trên màn hình các bác đang nhìn đây là một pho Di Lặc ngồi được chế tác nguyên trên một cái gốc ngọc am rất là to mọi người nhé. Và bức này bức được em đục ngũ phúc năm trẻ mọi người, đục ngũ phúc năm trẻ và có thêm một con nghê, có nghê mọi người nhé, có nghê đây, muốn nghê này, cóc này, 1 2 3 4 5, có đào này, có tiền này, đầy đủ mọi yếu tố ý nghĩa luôn mọi người nhé. Đứng là một cái bức rất là to nên là mình đục được nhiều chi tiết. Và em đảm bảo mọi người luôn là những cái bức này thì trên thị trường giá sẽ không bao giờ có giá dưới tầm khoảng 7-8 triệu. Mọi người có thể đi tham khảo ạ. Đục to và nhiều chi tiết kích thước như này thì chắc chắn là giá thế rồi. Và hàng là liền nguyên khối 100%. Đính chính với mọi người là liền nguyên khối 100%, bởi vì bên em làm mà đều hàng bằng liền hết, em không bao giờ làm bằng chắp. Nên là các bác nào, các tình yêu nào đang có nhu cầu ý định cần một pho Di Lặc khủng, ngũ phúc, có nghê, có cóc thiềm thừ để trong không gian nhà mình to và mùi thơm lan tỏa tuyệt vời thì đây là một sự lựa chọn mọi người nhá. Và em mình hứa với các bác luôn là cái giá để em để cho mọi người thì chưa bao giờ có cái giá này đâu ạ. Nên là mọi người yên tâm ạ, chưa bao giờ đâu bán một pho như này nhá. Em sẽ đo kích thước trước và em sẽ báo cho mọi người biết là cái hàng hoàn toàn là không có một tí vết nào. Em hôm nay quay ngoài đường hơi ồn một chút nhưng mọi người lắng nghe giúp em nhé, hoàn toàn 100% không có tí vết rồi nhá, to lắm. Cái chiều rộng này là 95, chiều cao này là 52 và độ dày của gỗ là 40 phân, 39-40. Nó là một kích thước rất là dày và khủng mọi người nhé. Đính chính các bác, pho này là một cái pho không hề nhỏ một chút nào mọi người nhé, rất là to. Và riêng đối với một cái cục gỗ như thế này bọn em mua đã phải mất rơi vào tầm khoảng 3,5 triệu, 3,5 triệu đến 3,7 triệu tiền gỗ rồi đấy, rất là to, khoảng đó tiền gỗ. Và cái tiền phun MU của bức này là lấy 500.000 rồi, nó ra rơi vào tầm khoảng 4 triệu được đấy. Tầm này thực sự là mọi người là làm những cái bức rất là to và đẹp, hoàn toàn là không có tí vết, là vào gỗ siêu dầu, siêu tinh dầu mọi người nhé. Đây này, em sẽ quay kỹ cho mọi người để các bác ngắm cái chất gỗ và những cái tinh dầu nó nhiều nào. Đó là ngọc am đỏ mọi người nhá. Mọi người nhìn thế này, cái hàng này là em không sơn PU mọi người nhá, em chỉ đánh sáp thôi, đánh sáp cho mọi người thôi, mà chỉ đánh sáp thôi mà mọi người sẽ thấy là nó lên cái màu nó đẹp như thế nào rồi. Bởi vì cái hàng này riêng về cái phần tinh dầu ấy thì mọi người yên tâm, đảm bảo luôn các bác luôn, nó là hàng siêu tinh dầu luôn. Những cái chất này nhìn là biết rồi. Đây, những cái tinh dầu này, những cái mạch dầu này, toàn bộ này là cái mạch dầu, không phải đứt nát đâu mọi người, nhà hàng không hề có lứt nhá. Một củ gốc rất là to mà làm là gỗ hoàn toàn là không có đứt nát gì cả, toàn hàng siêu tinh dầu thôi. Thế là các bác yên tâm về chất lượng gỗ ạ. Này, am đỏ mà, đỏ rực luôn. Gọi là cái dòng gỗ ngọc am đỏ rực mọi người nhá, đặt hàng không sơn đâu ạ. Riêng một pho như này về cái mùi thơm thì các bác chỉ cần để một pho ở trong nhà, nó thơm cả nhà các bác luôn, thơm ngát cả nhà luôn. Nên là các tình yêu đang có nhu cầu mà cần một cái pho khủng, cái kích thước khủng to thì đây là một sự lựa chọn mọi người nhá. Và em mình cũng xin được báo giá luôn cho mọi người để các bác yên tâm, mà giá giao lưu mọi người chỉ có 5,6 triệu không ship, 5,6 triệu không ship mọi người nhá. Chắc chắn là trên thế giới luôn chứ không phải ở Việt Nam đâu, là không ai bán một cái pho tượng như thế này đâu ạ, rẻ như gỗ xà cừ đó mọi người. Thực ra là bên em làm cũng cố gắng, tầm này hết sức cố gắng để đảm bảo cho mọi người những cái sản phẩm to khủng được kỹ đẹp một chút. Gỗ là gỗ lựa chọn, hàng không có vết mọi người nhá, hàng không có vết mà giá đảm bảo mọi người là sập sàn luôn đó ạ. 5,6 triệu không ship nhá. Và giá này thì xin các bác đừng mặc cả em của thân em. Về chất lượng gỗ thì mọi người yên tâm, không phải là chỉ cái giá cả mọi người nghe hợp lý thế mà nhiều bác lại nghĩ là bên em bán cho mọi người cái hàng không đúng chất lượng nha mọi người. Em cam kết
bán hàng cam kết và các bác nhận hàng đảm bảo luôn ạ, đảm bảo luôn cho mọi người đúng chất lượng như mồm em nói, những gì em nói là chuẩn chuẩn chỉ 100% nên các bác yên tâm nhá. Ok ạ. Bây em cho để mọi người xem đây này. Đây là những cái phần sụn, phần sụn cái mạch tinh dầu sụn nó chạy, và cái hàng này về mọi người muốn lên tuyết nhá, mặc dù đã đánh xà bông rồi, các bác muốn lên tuyết mọi người bọc kín mà giúp em, mọi người bọc kín và mọi người để trong đấy một cái khăn ẩm hoặc một cốc nước thì em đảm bảo mọi người trong vòng một tuần đấy nó sẽ lên tuyết lấp lánh hết, nó sẽ lên tuyết lấp lánh hết mọi người nhá. Mọi người bọc kín, bọc kín, để một cái khăn ẩm, khăn ướt ấy hoặc là một cốc nước vào bên trong thì đảm bảo nó sẽ lên tuyết rất là nhiều. Vì hàng ngày em làm gỗ là khi em làm nó biết là cái gỗ nó quá nhiều dầu mọi người, kiểu nhiều dầu luôn ấy, em đảm bảo lên tuyết được. Để em quay một chút vào sau, đợt này quá là khủng luôn. Thật sự mọi người là không có những cái bức to đẹp này mà nó cái giá như thế đâu ạ. Nhưng các tình yêu mà thích những cái bức này thì đảm bảo mọi người luôn là nó thơm dã man luôn. Em đảm bảo hàng hàng đánh sáp nhé, đánh sáp thơm tuyệt vời. Giá thì quá hợp lý, không thể đâu hợp lý đơn được. Nặng lắm, to quá đây em phải quay bắt buộc ra ngoài trời. Nguyên một cái gốc, những cái phần mọi người nhìn nó cứ đốm 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 này này, nó cứ đốm đốm này nó chính là cái tinh dầu nó ra đấy ạ. Những cái này nó là tinh dầu của gỗ nó ra, tinh dầu nó ra nó đọng lại, nó kết tủa lại thành cái màu như thế. Các bác nào chơi hàng lũa Ngọc Am Hà Giang rồi sẽ biết, ai đã chơi hàng lũa Ngọc Am Hà Giang rồi thì sẽ biết đây nó là những cái kết tủa của tinh dầu, không phải là lỗi vết, không phải thối mọi người nhé. Gỗ Ngọc Am và cũng không phải muối mọt, và riêng gỗ Ngọc Am thì chắc chắn 100% là không có muối mọt nào ăn đâu mọi người nhé, nên là các bác yên tâm, không bao giờ có muối mọt nào ăn gỗ Ngọc Am cả mọi người nhé. Tinh dầu đấy ạ, đây chính là cái tinh dầu của gỗ, tinh dầu của gỗ nó đọng vải đây, nên mọi người da nó đóng bóng nử ấy. Cái dầu có da bóng nử luôn này, dầu ra bóng nừ luôn mọi người nhé. Đấy, nó là hàng gốc rễ, em chỉ làm hàng gốc rễ thôi, em không làm hàng thân đâu mọi người yên tâm. Rồi để em bê tác phẩm này xuống thì em lên tác phẩm khác cho mọi người, một tác phẩm Di Lặc Lưu Hương to hàng sau kia, hàng lưu hương mà bán cái giá như gỗ thường thôi, còn rẻ hơn cả gỗ thường, về mình mua được cái giá gỗ nó hợp lý mà nên ta bán làm cho mọi người hợp lý. Bây giờ phát thực ra là cái hàng nào làm mà nó cái giá nó gỗ mình mua được cái gỗ hợp lý thì em làm nên thì em để cho mọi người giá hợp lý, chứ không phải là mua được cái giá gỗ hợp lý xong rồi bán đắt mọi người nhé. Nó theo gỗ cả luôn, cá mặt cái đế nhẹ đâu để buôn đây. Chúng ta có phần sau trước của sản phẩm. Đẹp sau đây mọi người, đẹp luôn mọi người nhá, đằng sau cũng rất là đẹp. Đấy mọi người nhìn lại đẹp, đằng sau rất đẹp rồi đúng không ạ? Nguyên một cái gốc cây, nó là một cái gốc hương, và hương này là chuẩn hương Nha Trang, à đâu, hương Gia Lai, không phải hương Nha Trang đâu, hương Gia Lai. Vân như cẩm mọi người nhá, vân của bức này quá đẹp rồi, xuất sắc luôn. Cái này sụn này, cái sụn này, à, mọi người nhìn vân này, nó là hàng gốc. Các bác đi mua gỗ hương mọi người phải để ý, cái gỗ mà nó phải là hàng gốc mà cái vân nó phải nét như thế này mọi người nhá, và gỗ phải sáng đều màu, gỗ sáng đều màu vân nét. Đây đằng sau nhá, ok chưa, đằng sau chất chưa.
quá ok đúng không ạ? Đằng sau này là quá ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi về đằng trước. To lắm mọi người nha. Hàng này nó là hàng khủng rồi, chứ không phải là những cái hàng gọi là 3-40 cân đâu ạ. Con số sau khi hoàn thiện nên nó lên là 6-70 cân. Hàng lưu ạ, lưu sụ 100. Quá xuất sắc luôn. Hàng này thì quá tuyệt vời rồi. Một pho gì nặng quá chất mọi người lắm. Thực tế pho này mọi người nhìn yêu thôi rồi. Để em ngắm qua một lượt xem là nhìn kiểm tra xem hàng nó có lỗi vết ở đâu không. Một 100% luôn đó mọi người, 100% là không có vết luôn đâu các bác tình yêu nhá. Một cái form, một cái gốc to như thế này mà sụn và lưu như này mà 100% là không có vết, 100% không có vết nhá. Để em đo qua kích thước xong là em sẽ đi với chi tiết cả sản phẩm để mọi người ngắm cái chất gỗ nó đẳng cấp như thế nào. Thực sự là không có mấy khi có một cái form nó vuông vắn như này đâu ạ. Form này được cái nó vuông rất là gọn. Cái này chiều rộng 65 này, cao 60 này, và độ dày thì form này rất là dày, rộng 65, cao 60. Chiều sâu là chiều sâu của form này là khoảng 45, 47 phân. Chiều sâu là 47, rất là nhiều gỗ. Lưu sụn toàn bộ luôn và 100% không vết. Chúng ta sẽ đi từ cái phần đầu tiên của sản phẩm trước, đó là cái phần bệ bên dưới để mọi người ngắm chất gỗ nha. Tuyệt vời luôn ạ. Mọi người sẽ thấy cái gỗ này nó sụn hết. Đây cái này nó là những cái phần chân sụn này. Và chúng ta sẽ thấy là cái vân vân của nó rất là nhỏ và gỗ cực kỳ nhiều, sụn đẹp này, toàn bộ là sụn hết. Đây mọi người nhìn này, sụn hết. Và cái quan trọng là cái gỗ nó quá là già đấy, hàng nu nó rất là già gỗ. Và đây mọi người nhìn này, cái màu này quá đỉnh luôn này, màu gỗ này. Sần sụn toàn bộ mà. Sần sụn này, sần sụn này. Đây toàn bộ là những cái phần sần sụn của gỗ mọi người nhé. Đấy. Còn đây cả cái đá, cái góc này là lưu. Cả cái phần tay em quanh này, nó là một cái đám lưu ở đây. Cái pho này em không làm tràng hạt, bởi vì nếu làm tràng hạt nó chạy như này ấy, thì nó sẽ che mất cái lưu ở đây. Nên là cái này em không làm tràng hạt, em làm trơn để nó khoe lưu. Và mọi người nhìn trên đầu cụ này cũng sụn hết nhá, sụn hết. Đây mọi người nhìn này, sụn hết này, trên quả đào cũng sụn hết này, quá dã man luôn. Và cái quan trọng một cái sản phẩm này nó to vuông vắn tròn trịa này mà nó lại không có một tí vết nào luôn. Đây hai kiểu là kiểu này, gỗ già dã man luôn mọi người, gỗ già dã man. Em quay kỹ và quay từng chi tiết một để mọi người cảm nhận chất gỗ nhá, để các bác cảm nhận cái chất gỗ nó đẹp với mức độ nào. Đây sần sụn hết đây, kể cả phần bên này mọi người nhìn này. Đây, con ghê, đây con ghê đang bám vào vai cụ này, sụn hết, nó chạy sụn hết mà. Đây lu thật sự là quá đẹp luôn mọi người ạ, quá đẹp luôn. Một cái pho di nạc nó rất là vuông, rộng 65, cao 60 và cái độ sâu của nó gần 50 phân. Nó rất là vuông vắn và cái chất gỗ thì thôi rồi luôn. Kể là nó như là một cái mắt, một cái mắt gỗ. Đây. Quay kỹ và chi tiết cho mọi người. Quá đẹp. Một cái pho di lạc như này để trên thị trường, nếu mà hàng lưu sụn mà to là luột lạc cái này thì mọi người biết rồi đấy, các bác có thể đi mua hàng, mọi người có thể tham khảo, chắc chắn là không mời có giá dưới tầm khoảng 8 triệu đâu ạ. Vì nó nuột nạc mà nó vuông vắn và nó lại to, xong lại 100% là không có lỗi vết gì. Là một cái gốc, nguyên một cái gốc mọi người, nguyên một cái gốc, nguyên một cái gốc luôn.
đó, nguyên một cái gốc quá đẳng cấp. Kè nên mọi người thích thì các bác thêm mấy trăm lên một cái kỳ nữa thì tuyệt vời luôn. Nhưng em nghĩ là nó đẹp quá rồi, không cần lên kỳ đâu, sụn hết. Thật sự là rất là hiếm khi có một cái foil nặng nào nó mà nhiều cái sần và sụn như này, bởi vì nó là hàng gốc lưu nên là nó rất là nhiều sần và sụn, xong nó lại luột gỗ lại già lắm. Và mọi người để ý không có một vết nứt con nào luôn, không có một vết nứt nhỏ, một cái vết găng của gỗ không có, một cái vết găng của gỗ cũng không có nhé. Và đây em đang để trong cái xe tải của em, mà mọi người dùng trong cái xe tải để em phơi nắng 4-5 hôm nay ở trong này nó rất là nóng. Và các bác để ý là không có một vết nứt nào luôn, một cái vết găng nhỏ không hề có luôn, nên là củ gỗ này nó quá đẳng cấp. Bữa này em mình chỉ giao lưu mọi người giá chuẩn chỉ 100% nhá, 6,8 triệu thôi nhá các tình yêu nhá, 6,8 triệu cũng ship cho mọi người nhá. Các bác nhanh tay ủng hộ em, quá đẳng cấp rồi hết. Ok ạ, tuyệt vời nhé, một quả đi đặt rất là tuyệt vời. Để em đi vào trong phòng live stream này xem còn mấy cái đồ này bán cho mọi người. Để ta đi vào phòng live stream đi, ngoài nó ồn ào quá. Bây giờ phòng live này xem còn mấy cái thứ để bán lốt cho mọi người cho nó hết. Các bác ủng hộ, thật sự là hai pho xin đặc vừa rồi quá đẳng cấp. Một pho khủng, ngầu am khủng, gỗ thơm đục ngũ phụ, cả nghê cả cóc. Xong lại là một pho zin nặng nu sụn hương, giá chỉ có 6,8 triệu, chưa bao giờ giá như thế. Không thông sao tầm này vẫn bán được hàng hàng hạnh phúc rồi, cố gắng bán, cố gắng bán hợp lý mọi người ạ. À, chị em nghĩ tầm này nó bán cao là chết luôn, không bán được đâu. Để em đưa một số cái sản phẩm ở đây để giới thiệu mọi người. Tiếp theo là em sẽ bán thu hồi tiền một cái cầu heo này mọi người nhé. Cầu heo này không, em báo 1,9 triệu. Thì hôm nay em bán thu tiền em này đã 4 lắm. Cầu này thì đúng là thật sự mọi người, cầu heo quá đẹp và tròn trịa. Mà này không ai mua, thế đây buồn cười. Thôi mình để ra vốn. Thực ra lại cầu heo nó rất là nhiều gỗ, mọi người hình dung chưa? Nó rất là nhiều gỗ đây này. Nó có cái độ dày, mọi người nhìn nó độ dày, độ tròn này. Đấy. Và các bác nhìn cái chân gỗ em thử này, 100% mà sụn hết. 100% mà sụn hết. Đấy. Thì bây giờ nếu mà ví dụ các bác có đi thuê công đục một cầu heo đi, mà đục hai chú heo mà như thế này. Gỗ này, mọi người nhìn em chọn gỗ này. Em đảm bảo và cam kết với mọi người là 100% một luột là không có một tí vết nào luôn nhé. Không có một tí vết nào luôn. Nếu mà có vết cơ thì nó còn khó. Nhưng đây là gỗ đã đẹp rồi mà lại còn hoàn toàn không có vết. Đấy. Một cái cầu heo là bây giờ bọn em có thợ nhà em đục thì tất tần tận cũng phải rơi tầm khoảng 1 triệu tiền công đục. Mọi người bởi vì làm hai con heo xong tất cả mọi thứ vào, phải là công đục và tiền sơn nó phải là 1 triệu. Nó rất là khó. Đấy, vì nó to gỗ, bức này nó dày gỗ. Và cái đế gỗ nó lại đặc ấy. Nó là cái rễ mình làm đặc. Vân quá đỉnh cao luôn. Rất là xinh và đẹp luôn. Nó không hiểu tại sao cái cầu đẹp thế này các bác lại không yêu. Thế nó mới buồn cười. Hơi lạ một chút ạ. Mọi người nhìn này. Quá đẹp luôn. Quá nét luôn, trên này có một cái chùm sụn. Tròn trịa, nét căng luôn, không có tí vết nào. Quá chất lượng. Mọi người nhìn này, tuyệt vời như thế này. Mà to chứ không có nhỏ đâu. Cái chiều rộng của cầu này phải 45, hơn 45. Đấy. Em sẽ để cho mọi người cái giá vốn ấy. Em để giá vốn nhá. Em làm nó bao nhiêu em để cho mọi người giá bấy nhiêu cho hết hàng. Thực ra là heo còn nhiều quá đấy mọi người. Rất là còn nhiều. Còn nhiều quá. Đây nhà em còn mấy cái chùm heo to em còn chưa đưa lên ấy, không dám đưa lên. Em mua kích thước cho mọi người nhé. Ủa, cái chiều rộng này không phải là 4 mấy của mọi người, chiều rộng là 52 cơ. Cái chiều rộng của sản phẩm này 52 cơ các tình yêu ạ. Cao này, cao 32 nhá. Và sâu. Ui, sâu là 26. Rộng 52, cao 32 và sâu là 26 các bạn. Sâu 26. Số 26 mọi người nhé.
26. Bữa nay em rẻ cho mọi người 1 triệu. Tụi em bán 1650 mọi người nhé. Bán 1650 được các bác. Đây, thật sự là em làm ra là 1 triệu 6, em xin 50.000 đó là tiền đóng bảo. 1650 chi phí em không tính đâu. 1650 quá rẻ. Nó đẹp lắm mọi người, các bác nhận hàng kiểm tra đế lại còn đặt nữa. Em bán hết, mọi người ủng hộ em hết. Quá tuyệt vời. Vần vèo như thế này cơ mà. Tít mù trục khơi luôn. Em nên giới thiệu mọi người một cái bình mai lưu hương với cái giá thành rất là hợp lý. Rất là hợp lý mọi người nhé. Bình mai lưu hương, cái bình này em mua được cái gỗ nó hợp lý nhá. Em để cho mọi người giá rất hợp lý. Bình mai lưu hương đẹp lắm mọi người, mọi người nhìn thấy bình xinh nhỉ, mà nó nhiều lưu lắm. Nó nhiều lưu lắm các bạn. Và cái bình này liền nguyên khối cho mọi người, liền nguyên khối 100% luôn. Liền 100% nguyên khối, bình lưu hương, lưu sụn hương. Đây là cái giá gỗ này là giá gỗ lưu các bác nhé. Và làm cái cục gỗ nó to đấy. Xong mình cắt, mình moi móc và làm một cái cây mai này, ôm cái bình này, đơn giản thôi. Mọi người để bàn cho nó đẹp, mai phú quý. Cái bình này rất là chất và giá em để cho mọi người đặt đi. Chiều rộng cái bình là 35 mọi người nhé, rộng 35. Cao 29. Và chiều sâu tầm 22. Rộng 35, cao 29 và sâu 22. Một cái bình để bàn, gỗ đẹp, gỗ rất đẹp. Gỗ ở bình này thì khỏi chê ạ. Nu và sụn rất là nhiều. Sụn rất là nhiều. Và cây mai mọi người nhìn. Cây mai rất là già, to và niền. Bình này em giao đi mọi người 2.7 triệu. 2.7 đây mọi người nhé, 2 đồng 7 đấy nhé. 2 đồng 7 không ship. Hàng lưu đó. Ra là cục gỗ này em mua đó khoảng tầm 1.7-1.8 triệu. Gỗ đó phải tầm đồng 7 đồng 8. Xong mình công cán. Bởi vì cái này là đục niền hết. Đục liền, bình nhỏ nhỏ xinh xinh và mọi người để cho bàn nó đẹp. Đấy, rất là thích luôn. Đấy, sau rất tuyệt vời mọi người nhá. Gỗ đẹp lắm, hàng lưu mà gỗ đẹp. Giá cũng hợp lý thôi. 2 lòng 7. Mình làm, em làm cũng theo gỗ và theo công. Bình khá to đấy, không hề nhỏ đâu các bác. 2 lòng 7. Nói chung gọi trang trọng cho gỗ nó đẹp. Tuyệt vời luôn. Đẹp lắm, để bàn rất là ok luôn. Để bàn ok mọi người, có cái bàn kẹp nhỏ nhỏ mọi người để không gian vừa thôi. Các bác không cần bày ở những cái không gian nó quá là ấy đâu. Bình thường thì chắc không có giá này đâu. Do là cái gỗ mua hợp lý. Gỗ mua hợp lý thì làm hợp lý thôi. Tay em làm, bên em làm đều mai miếc cây cối đều làm, cố gắng làm nghiền hết. Một chặt. Không làm chắc. Em Minh nên giới thiệu mọi người một bức di lặc lưu hương nhỏ nhỏ em bán ra vốn. Em có nhiều lưu lắm mọi người ạ. 5 tạ lưu em mới làm được tầm khoảng hơn 1 tạ thôi. À, tuyệt vời luôn các bạn. Lưu hoa mắt luôn nha mọi người. Một cụ di lặc nhỏ nhỏ ngồi một cái bao lưu hoa mắt luôn. 5 tạ lưu thì em mới làm được tầm khoảng 1 tạ, hơn 1 tạ tí. Thế còn nhiều lắm. Nhưng mà tầm này cũng không dám làm nhiều. Lưu cá 100% mọi người nhé. 100% không có vết luôn. Gỗ tròn ủng luôn. Lưu xuyên này. Em quay kỹ cho mọi người lưu xuyên. Xuyên từ đằng trước đằng sau luôn. Đặc xịt, gỗ đặc xịt luôn. Tròn trịa, cái này mọi người để bán thần tài rất là đẹp. Để bán thần tài hoặc để bán làm việc ấy các bác.
các bạn để làm việc cũng rất là ok luôn, để bàn làm việc rất là ok luôn. Đây. Lưu kín và đẹp. Đây. Không có tí vết nào luôn mọi người nhé, một cục Di Lặc một bao tiền 100% là gỗ luật, 100% luôn, không có tí vết nào, một tí vẽ vân em không vẽ đâu nhá. Toàn bộ 100% là không có vẽ vân tí nào cả. Rất tuyệt vời luôn. 150 một cân nu này đấy mọi người, mà làm ra nó chỉ thế này đấy. Được cái gỗ nó luột và đặc đẹp. Để bàn cũng rất là hợp lý, không có gì đặc mùi lưu hương, vân rất là chất. Đây để ra rốn thôi, rất vốn. Cái này rộng 33 này. Rộng 33 này. Chiều sâu rồi. Chiều sâu là 27 rồi. Và cao là 26. Nó tròn mọi người ạ, tròn đúng rồi. Đầy đặn nhá. Rất là đầy đặn và lưu ăn xuyên từ mặt trước qua mặt sau. Xuyên từ mặt trước qua mặt sau đấy mọi người nhìn này. Rất là chất. Xuyên từ mặt trước qua mặt sau luôn. Đó. Nặng lắm mọi người ạ. Không hề nhẹ đâu ạ, nặng lắm. Con này em Minh để mọi người 2 triệu 6 thôi, giá vốn ạ. 2 triệu 6 nhá, 2 triệu 6. Từ ra tiền bộ nó mất tầm 1 triệu rưỡi rồi. Chiều rưỡi chiều sáu rồi đấy, đấy còn lại còn công nữa, tiền phun nữa, công này thì công thợ thuyền mặt mũi thì nó mới rơi tầm khoảng 700-800 thôi, thợ nhà nào cũng 700-800 nghìn thôi, mọi người nhìn chưa, đấy 2.6 cũng xin tuyệt vời luôn. Phone này được cái nó tròn trịa mọi người, bày bàn làm việc rất là ok. Quay để lâu ấy, em để tầm khoảng nửa tháng, mai cho sơn lại một nước cho nó ok, rất đẹp mọi người. Tròn trịa và rất là đẹp, nu nhiều mà không có vết tích, tròn trịa, bộ form nu rất là tròn. Em có một tác phẩm này rất là đẹp, nên chia sẻ với người. Đây, một bức tên. Cái này em bán tình cảm nha các bác nha. Cầm lông chuột. Một hình gỗ đấy. Cầm lông chuột 100% luôn. Một hình gỗ lông chuột nhá. Lông chuột 100% luôn. Cái này mọi người để bàn một cái tác phẩm sông trầm vừa vừa nhỏ nhỏ. Lông chuột 100% luôn, full này. Sau đó còn sụn, sụn cẩm, nhưng mà nó là hàng lông chuột mọi người, giá màn nhỉ. Quạt này là rời, củ gỗ này rơi vào tầm khoảng 350 củ gỗ này, 350 khoảng 400 gọi. Mọi người đi tham khảo thị trường, hàng phun lông chuột như này, sụn người đẹp chưa? Cái đế này mọi người này, nhìn cái chất gỗ đế này đặc xịt đẹp lắm mọi người, một cái tác phẩm sông trầm để bàn nhỏ nhỏ. Em đo hàng áng kích thước xem nó khoảng bao nhiêu nhé. Này em đẹp mọi người 750k thôi, cao 30, rộng 15 và dày là 10. Cao 30 rộng 15 và dày 10, 100% là không có vết được mọi người. Em để mọi người 700k đấy nhá. 700k không ship với các bác sưu tầm một tác phẩm để bàn sông trầm ấy, đây sông trầm đây này. Tuyệt vời luôn. Rồi ôi, quá đẳng cấp luôn mọi người. Lông chuột hết. Đẹp quá. Ok. Có mũ bức ảnh hết nha. Mũ bức ảnh hết. Đây đồ nhà em có rất là nhiều, em nên em bán tặng mọi người một món nữa nha. Đây là bán tặng nha, đây là bán tặng thật sự mọi người nha, đây là bán tặng và kết hợp tri ân tình cảm và bán tặng mọi người. Đây các bác ủng hộ không? Chưa bao giờ đâu bán giá này, nhưng mà em Minh nhà sản xuất ra nên là giá nào cũng bán được. Một cụ Di Lặc cũ chắc đỏ đen, hàng lưu bánh xe, lưu đây là lưu đây. Cụ này trước em đã có một lần rồi, em bán 1.3 triệu, 1.4 triệu gì đó.
đây đục một cọc kiểm thử bên cạnh, đục kỹ nhá, hàng đục kỹ mọi người nhá. Đây những cái chân này là chân sụn và chân nu hết đây này, hàng đánh xi, hàng đánh xi. Đây cái cục gỗ này cũng mua rẻ nhất, để mọi người nhìn thấy chất vân gỗ đen mà loang vân sợ, cũng mua rẻ nhất cục gỗ này cũng phải 500.000, hàng nu mà. Đó, công cán thì thôi thợ thuê nhà thì tôi không tính đâu, để cho mọi người giá lại đảm bảo dưới giá sản xuất luôn, đều bàn nó rất đẹp luôn, đẹp dã man luôn đấy mọi người ạ. 950k nha, nhanh tay các tình yêu. Làm kỹ hàng đánh xi mà, chất gỗ thì non đỏ đen nó loang nổ lẫn nhau, em còn nhiều lắm, em bán cho nó hết thôi. 950k. Trời ơi các tình yêu ơi, trời ơi gỗ này kẻ bên dưới để mọc cái này, sợ chưa, ở đâu bán giá này đâu, hàng ngu chắc 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 cũ ấy, chắc ta cũ của mình ấy. Mọi người ủng hộ em đi, em bán cho thu tiền để trả tiền công thợ là gỗ làm thôi, cái tổng này lợi nhiều quá. Chưa tổng nào lợi tổng nhiều lần này không ạ. Đây là thật mà, đã dã man luôn đấy. Nói tôi sao, cố gắng, tầm này đang cố gắng hết sức có thể. Thế em có một cái cục trà mách, hàng siêu tầm đấy. Cái này là siêu tầm. Trong một cái lô hộp trà gồm hai mấy cái hộp ấy, thì chỉ siêu tầm được đúng một cái hộp này. Siêu tầm mách tím, tím mộng mơ cho các bác nào thích siêu tầm. Nó loang kiểu vân của con khỉ nhá, nhưng mà nó là bích tím. Nó rất là quái luôn mọi người, một cái hộp chùa đục bát mã. À, nhưng mà cái chất vân này tự nhiên nha mọi người nha, nó là bách tím. Chia sẻ mọi người đây là hàng bách tím, đục bát mã, hàng hiếm, hàng nó thuộc dạng hàng hiếm rồi. Nhưng mà tiếc một cái là gì ạ, nó bị mẻ mất miếng cái này này. Này quá như nào nói thế nhá, giờ nó mẻ miếng không tìm mấy đâu đâu. Nhưng mà em vẫn không bán giảm giá được đâu mọi người nha. Những cái hộp là bình thường bên em bán 380, nhưng thưa với các bác, đây là một cái hộp trong 20 cái hộp thì mới chỉ được duy nhất một cái như thế này. Và hàng này hàng siêu tầm, cho bác nào siêu tầm. Đấy, bên trong này thì nó cũng quá đỉnh rồi này, những cái nắp này. Lần đầu tiên thì cũng bách tím như thế này, được bán mã 450 mọi người nha, 450. Duy nhất một cái thôi, không có cái thứ hai đâu. Nhanh tay để đây về. Ok, tôi clip này xin dừng để mọi người đã cảm ơn rất là nhiều. Còn rất là nhiều hàng, thật sự là còn rất là nhiều hàng luôn đó mọi người. Em sẽ quay qua một lượt, cho bác nào yêu thích món gì thì có thể liên hệ với em nhé. Bộ gia sĩ thì còn rất là nhiều. Lu hương, dòng lu gia sĩ, đồ kỹ kinh bằng ngoài móc. Trên này còn mấy tác phẩm, lu hương này, voi gia đình, voi to khổng lồ, lu hương này. Xong nghề to lắm, bông đá tuyệt vời luôn. Đây còn nhiều lắm, còn ngoài kia nữa rất là nhiều. Lu này cọc này, qua này có hai cái này cũng có cái rồi. Ok, ngoài xe còn mà em chưa đi xuống. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều đó. Chúc các bác một buổi tối thứ năm vui vẻ hạnh phúc, em chào và cảm ơn rất nhiều.